Chiếc đèn ông sao sao đâm cánh. Chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Và trong video ngày hôm nay thì tranh thủ những cái giờ giải lao của bà con, tất cả các bác, các chú, các cô và các cháu nhỏ nữa. Cháu nhỏ thì có lẽ đối với quý cô anh chị và khán giả thì hôm nay không còn trung thu nữa. Tuy nhiên thì do làm muộn, tổ chức muộn một chút cho các cháu cũng như là bà con. Hôm qua thì các cháu một số thì đi lớp, một số thì ở xóm không đi học thì không được tổ chức. Và chắc chắn câu chuyện trung thu đối với bà con ở trên này nó là một cái thứ gì đó chưa bao giờ diễn ra. Đặc biệt là đối với các cô, các bà đã lớn tuổi rồi thì cũng không hình dung ra được Tết Trung Thu là như nào. Thật ra thì hôm nay Tam Giác Mạch cũng chỉ trích một chút kinh phí ra để mua chút bánh kẹo nước ngọt lên. Và chắc chắn không thể thiếu đó là một cái đèn, đó là một cái đèn ngôi sao năm cánh biểu trưng của cái Tết Trung Thu mỗi dịp 15 tháng 8 hàng năm. Và Tam Giác Mạch mời quý cô anh chị và tất cả mọi người cùng lên trải nghiệm và xem là cái niềm vui của các cháu. Và đặc biệt hôm nay thì đích thân là chị gái đi mi xá, tức nghĩa là chị Sùng ấy, cùng với em Mua và em Trọng là đi mua bánh kẹo. Thì bây giờ thì mời tất cả mọi người theo chân Tam Giác Mạch lên đây để phá cỗ cùng với mọi người nhé. Và đây là một cái món quà nho nhỏ của Tam Giác Mạch trích ra để cho các cháu cũng như là các cô các bác hòa chung cái không khí trung thu thôi. Thì nhân video này Tam Giác Mạch xin được chúc tất cả khán giả cũng như là các nhà hảo tâm đã đồng hành với Tam Giác Mạch từ trước đến giờ một cái mùa trung thu an lành. Chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe và đừng quên bấm đăng ký cũng như là chia sẻ cái video để lan tỏa những cái hành động đẹp và những cái nội dung tới tất cả nhiều người. Và đặc biệt là đăng ký để ủng hộ Tam Giác Mạch cũng như là nhận được cái nội dung thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người theo chân Tam Giác Mạch nhé. Đây, đang tranh thủ nghỉ giữa trưa đây. Hôm nay thì thôi nghỉ đây thôi. Ai ra nhiều bánh kẹo đấy. Đấy, dừng đây được em. Pao, pao, pao. Lên trên đi. Chở nó có biết hát bài Trung Thu không? Không, năm rồi quên rồi nhỉ? Quên mẹ, đây bim bim bên này này, chia sang bên kia nhiều hơn đi. Các cháu bên kia là bim bim, các cháu chỉ thích bim bim thôi. Ăn đi không phải ngại đâu. Chờ nhập cho bác ngoài này với. Quay từ hai cái đèn lồng xuống. Mày tham học
Nãy mình nổ quá, con chó sợ quá chạy đi luôn. Thật quá nhỉ, có khoảng sân rộng nữa thì xóm nào có quả sân mình tổ chức cái gì mình ra sân mình tổ chức luôn. Nè, mất cho bị gì? Cả phải cái chương trình đó. Đấy chắc chưa bao giờ tổ chức trung thu á, kể cả mấy cái bạn nhỏ. Hôm nay nó toàn đi vào điểm xong thì nộp tiền đúng không? Phải nộp tiền thì mới tổ chức. Vậy hát của nó thế? Mấy bạn nó thì cho một cái túi mang về đúng không? Nó này thì cầm lắm trung thu. Ngày xưa hồi anh học cấp 1 là cũng tổ chức, nhưng mà tổ chức ban đêm. Trung thu lúc nào cũng ban đêm á. 7-8 giờ. Đấy, xong thì chia mỗi người một túi kẹo là về á. Không ngày xưa còn rước đèn cơ nó mới vui. Đúng ra mình phải đi rước đèn trong trường chính thì mới có. Mà ở trong thôn thì hầu như là ra trường chính hết mà. Đúng, ở trong thôn thì vui, ngày xưa vui. Anh lớn đến tầm này được tổ chức trung thu là được có 4 lần hay sao thôi. Có những năm thì là thi cử cũng chẳng tổ chức, có những năm thì lại vướng này vướng kia. Như là 3 năm nay thì chắc là một số cái tỉnh là không được tổ chức đâu. Đúng rồi, như mình bây giờ ngồi đây tụ tập như thế là cũng phải mừng lắm đấy. Và những chỗ khác có được đâu. Để mà giải thích trung thu cho các bác này hiểu thì cũng chắc chả hiểu đúng không? Chỉ biết là Tết trung thu là tổ chức ăn bánh kẹo này. Có cái ngôi sao năm cánh. Ở trong là từ các lễ hủ như là liên quan đến cái việc này thì các bác ở trong thôn là không biết đâu. Chỉ biết là ngày đấy ngày mà người ta bảo là đi phát kẹo là đi thôi. Mình phát kẹo ăn thôi đúng không? Đơn giản là phát kẹo thôi. Còn đúng là trung thu phải có múa rồng múa lân này. Đúng rồi. Đi rước đèn một vòng này. Xong bắt đầu mình phá cỗ. Cùng nhau ăn kẹo ăn bánh thì nó mới là đúng. Xong là ra qua vào một túi xong là đốt nhá. Mở đi, cho anh mở nốt đi. Nè, lắm nè, hào lắm ạ. Ô, thư này là khen hào kia ta. Ô, hào ta này mà. Học chí tao mà, ca lò xây ra cả một chế lần. Bỏ các thứ là cứ bỏ vào túi xong thì đốt đi. Có tiền để mua cái đèn nó cao này là khi mà mẹ nghèo mà 5.000 đấy, ngày xưa nhớ mua là 5.000, bây giờ 7.000 thôi. Nào này, cứ mua 5.000 xong thì nộp mà. Ngày xưa thì mỗi người sẽ phải mua một cái để lúc đi rước đèn ấy, ai cũng cần của mình, có cái nến nữa, đi rất là đẹp.
Tuyên Quang thì tổ chức to rồi, nhưng mà năm nay chắc cũng có một năm là tổ chức to là nổi tiếng lắm. Đúng rồi đấy. Anh chưa có cơ hội xuống đấy bao giờ. Trung thu đêm hội trăng rằm. Hôm tối anh vẫn phải đi trung thu đấy. Phải đi trung thu cho nó. Nhưng mình rất là hơi khó. Không rước đèn đâu, không đi ấy đâu. Để giờ ăn uống thôi, người lớn ăn uống là chính rồi. Ô, nhóm hết vào nhá, tông đốt nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hẹn gặp lại năm sau nhá. Năm sau nếu mà có duyên mình lại tổ chức với nhau to hơn đúng không? Hả? Đến trung thu đến muộn thế này thì không còn gì rồi. Có hai con bim bim ở trong cái đèn. À đúng rồi, còn bim bim ở trong đèn nữa. Để anh đi lấy cho. Rất sáng nhờ. Mở khoa tinh nghĩa đi khoa. Có tinh nghĩa khoa. Này thì nó có nò nò hay. Mẹ ngủ lọ thông đi con này cái chỗ. Chỗ này hay quá. Đấy, đêm sau vẫn có bim bim. Đây. Đến sớm quá. Rồi, tàn tiệc nhá, hẹn gặp lại năm sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy xưa nữ đại nhiên. Đại nhiên này á. Nhìn cái sức Sing, sing.